Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những nguồn tin thú vị, hấp dẫn mà hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Kiev bị tập kích bằng UAV. Ukraine cho biết thủ đô Kiev bị tập kích bằng UAV trong đêm, khiến ít nhất một người chết và ba người bị thương. Các vụ nổ được ghi nhận ở Kiev lúc hơn 1 giờ ngày 28 tháng 5, tức 5 giờ Hà Nội. Về hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực thủ đô cũng như tỉnh Kiev bao quanh, thị trưởng Kiev Vyacheslav cho biết trên Telegram. Các vụ nổ xảy ra theo hướng từ Zhytomyr và các cơ quan khẩn cấp được triển khai đến hiện trường. Lực lượng phòng không đã phá hủy hơn 20 UAV đang tiến về Kiev, nhưng một UAV khác đang hướng đến thủ đô. Người dân hãy ở yên trong hầm trú ẩn, Lisko cho hay. Theo ông, một đám cháy bùng phát khi mảnh vỡ UAV rơi xuống tòa nhà 7 tầng ở quận Solomiansky, trung tâm giao thông đường sắt và hàng không ở phía tây thành phố. Mảnh vỡ UAV rơi xuống trạm xăng khiến một người đàn ông 41 tuổi ở quận này thiệt mạng. Tại quận Belsky, khu phố lịch sử của Kiev, đám cháy bùng phát trên nóc tòa nhà 9 tầng cũng do mảnh vỡ UAV. Nga chưa bình luận về những thông tin này. Cục phó tổng cục tình báo quốc phòng Yulia Vandyshybitskaya tuần trước cho rằng Moscow đang tập trung tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, tiếp tiến vận hậu cần và những cứ điểm tập kết lượng lượng lớn đạn dược, khí tài, nhiên liệu và binh lực nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của Kiev. Natalia Humenius, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine, hồi đầu tháng cho rằng Nga đang tăng cường độ không kích nhằm đánh giá, xác định vị trí các tổ hợp phòng không và tìm cách bào mòn lưới phòng thủ đối phương. Tin tiếp theo, Ukraine nói Nga giảm tấn công ở Bakhmut. Quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga tạm thời giảm các cuộc tấn công và xung đột quanh Bakhmut để tái tập trung và tăng cường sức mạnh. Hôm qua và hôm nay không có bất kỳ trận đánh nào ở cả trong thành phố lẫn hai sườn. Thứ trưởng Bộ phòng Ukraine Hanna Malia cho biết tin Telegram ngày 27 tháng 5. Thay vào đó, quân đội Nga đang pháo kích vùng ngoại ô và hướng tiếp cận Bakhmut. Tuần này, lực lượng Wagner bắt đầu bàn giao vị trí ở Bakhmut cho quân đội chính quy Hoa. Sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố, trong khi đó, Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát một phần nhỏ thành phố. Quân đội Nga đang được thay thế và tái tập trung. Đối phương đang cố gắng tăng cường sức mạnh, bà Malia nêu thêm. Ukraine được cho là sẽ sớm phát động cuộc phản công được dự đoán từ lâu để giành lại những phần lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói rằng cuộc phản công có thể bắt đầu ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần. Theo trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Poliad, hoạt động sơ bộ như phá hủy tuyến đường tiếp tế hoặc cho nổ tung vũ khí đã bắt đầu. Đại tướng Valery Zakazuni, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm 7 tháng 5 đang trên Telegram video cho thấy quân đội Ukraine tiến thải và chuẩn bị cho trận chiến. Đại lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta, ông cho hay. Trong khi đó, thống đốc vùng Belgorod miền nam nước Nga cho biết ông bị pháo kích hôm 27 tháng 5 khi cố vào thị trấn Sebekino, cách biên giới với Ukraine khoảng 7 km về phía bắc. Tôi thậm chí không thể ra khỏi xe, phá nổ ngay trên con phố lân cận. Yasepla Ragov viết trên Telegram. Bakhmut có diện tích khoảng 41,6 km2 và là nơi sinh sống của hơn 71.000 người trước chiến sự. Sau khi Nga tiến hành giai đoạn 2 chiến dịch tại Ukraine từ tháng 4 năm 2022, Bakhmut trở thành tâm điểm giao tranh ở Donetsk khi cả hai bên đều dồn lực kiểm soát thành phố. Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bakhmut rất cần thiết về mặt quân sự, đồng thời nhận định thành phố là chìa khóa kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Hiện chưa rõ Nga có tiếp tục tiến công về phía Tây sau khi Wagner rút khỏi Bakhmut hay không. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm khẳng định họ sẽ tái thiết Bakhmut và đổi tên thành phố này thành Artemov, tên gọi có từ thời Liên Xô. Bản tin tiếp theo, vũ khí giúp trinh sát Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine. Tàu Ivan Kher trang bị 4 bệ súng máy 14,5mm dùng đạn nổ cháy, có thể bắn nổ xuồng tự sát Ukraine bằng một phát trúng đích. Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 5 công bố video cho thấy thủy thủ trinh sát hạm Ivan Kher
khai hỏa súng máy ngăn chặn xuồng cao tốc không người lái USV mang thuốc nổ đang tìm cách tiếp cận tàu này ở vùng đặc quyền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen. Trong video, súng máy KBV 14,5mm trên tàu Ivanker khai hỏa nhiều loạt đạn nhắm vào USV Uena đang cơ động trên mặt biển. Một viên đạn bắn vào xuồng tự sát ở khoảng cách khá gần khiến nó nổ tung. Quân đội Ukraine đã thất bại trong nỗ lực sử dụng 3 xuồng tự khác không người lái để tấn công cầu Ivanker thuộc hạm đội Biển Đen, khi đó đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an toàn cho đường khí đốt Nord Stream và Nord Stream trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga hôm 26 tháng 5 công bố video trên sát hạm Ivanker về quân cảng Sevastopol trong tình trạng nguyên vẹn, không có bất kỳ hư hại nào sau vụ tập kích. Ivanker là một trong hai tàu thuộc đề án 18280, có nhiệm vụ chính gồm trinh sát, thu thập dữ liệu tình báo, tín hiệu, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, điều phối hạm đội, phát hiện và bám bắt tên lửa nhằm hỗ trợ hoạt động phòng không. Với nhiệm vụ thiên về trinh sát, Ivanker không được trang bị vũ khí chiến đấu hạng nặng như pháo hạm và tên lửa, mà chỉ mang khí tài tự vệ gồm 4 bệ súng máy MTBV, tên lửa phòng không Vatvai, IGA và V3, cùng máy bay không người lái UAV Oplan 10. Video tàu Ivanker về cảng cho thấy các bệ súng máy MTBV được bố trí ở 4 góc thượng tầng của tàu, cho phép nhóm xạ thủ bao quát khu vực 360 độ quanh tàu. Khu vực quanh bệ được lắp bao cát để bảo vệ xạ thủ khỏi đạn cỡ nhỏ và mảnh văng từ các vụ nổ. Binh sĩ vận hành cũng phải mặc áo giáp và mũ chống đạn. MTBU là bệ gắn cố định trên nhiều tàu chiến của Nga để lắp súng máy hạng nặng KBV cỡ nòng 14,5mm. Loại súng này được thiết kế từ thập niên 1940 và dây chuyền sản xuất còn hoạt động cho đến ngày nay. Súng máy KBV dài gần 2m và nặng khoảng 49kg, sử dụng đạn cỡ nòng 14,5 x 144mm, ban đầu đóng vai trò là vũ khí bộ binh. Tuy nhiên, phiên bản cho bộ binh ngừng sản xuất từ thập niên 1960 do quá nặng nề và cồng kềnh. Loại súng này sau đó được sử dụng rộng rãi trên nhiều dòng xe thiết giáp, tàu hải quân và bệ phóng phòng không ZBU Nga. Phiên bản MTBU lắp súng máy KBV cho hải quân được thiết kế để chống mục tiêu mặt nước và phi cơ bay thấp, có tầm bắn hiệu quả khoảng 2km. Mọi bệ được lắp sẵn hộp tiếp đạn 50 viên và đạt độ bắn 450 phát mỗi phút. Xạ thủ có thể dùng kính quang học và thước đo cơ khí để ngắm bắn mục tiêu. Tại sao tàu hải quân đắt tiền và có giá trị cao như Ivanker được lắp vài bệ súng máy để tự vệ? Dường như các nhà thiết kế và tàu chỉ huy hải quân Nga không hiểu rằng những tàu trong hạm đội của họ sẽ phải tham chiến vào thời điểm nào đó. Igor Ginkin, cựu sĩ quan cơ quan an ninh liên bang Nga FSB từng tham gia dân quân miền đông Ukraine, nêu quan điểm. Bản tin thứ tư, tình báo Anh dự báo Wagner tiếp tục tham chiến tại Ukraine. Giới chức quốc phòng Anh cho rằng Wagner sẽ tiếp tục tham gia những chiến dịch khác tại Ukraine sau khi rút khỏi chiến trường Bakhmut. Các đơn vị Wagner có thể tiếp tục tham gia những đợt tiến công tiếp theo trong vùng Donbass sau khi bổ sung lực lượng. Bộ Quốc phòng Anh ngày 27 tháng 5 nhận định, đồng thời dự báo quá trình rút quân của Wagner sẽ diễn ra có kiểm soát theo từng giai đoạn, tránh kịch bản vỡ trận ở những cứ điểm trong Bakhmut. Tình báo Anh đánh giá, dân quân thân Nga tại Donetsk đã bắt đầu tiến vào Bakhmut để hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Bên cạnh đó, lữ đoàn lính dù số 31 của Nga có thể đã được điều động từ mặt trận Vastovy Remina đến bảo vệ thành quả ở Bakhmut, ngăn các đoàn đánh học sườn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yulia Hanamalia ngày 27 tháng 5 cập nhật rằng lực lượng Nga tiếp tục tiến công ngoài ô Bakhmut, nhưng nhìn chung, cường độ tiến công đã giảm. Malia lý giải rằng Nga đang thay quân và tổ chức lại mặt trận ở Bakhmut, củng cố nguồn lực. Yevgeny Rigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner ngày 25 tháng 5 thông báo, các đơn vị dưới quyền đã bắt đầu rút khỏi Bakhmut sau hơn một năm tham chiến. Lực lượng chủ lực dự kiến trở về hậu phương vào ngày 1 tháng 6. Rigozhin bổ sung rằng các đơn vị Wagner cũng giao lệnh đạn dược cho quân chính quyền Nga vào tiếp quản thành phố. Một bộ phận Wagner sẽ ở lại Bakhmut để đề phòng tình hình trở nên khó khăn cho quân đội. Lãnh đạo Wagner trước đó thông báo kế hoạch rút các đơn vị của tập đoàn sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut ngày 20 tháng 5. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut. Lực lượng chính quyền Nga yểm trợ hai bên cánh và ngăn Ukraine đánh tạt sườn họ. Ông bà ta xưa đã có câu xin nghề tử nghiệp,
Và bản tin thứ 5 cũng là một bản tin khá là hay mà cũng liên quan gì đó đến câu nói này. Về lý lượt, bản tin thứ 5 liên quan mật thế đến câu nói của mình vừa nêu như thế nào. Thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 cũng như là bản tin cuối cùng trong video ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Rơi vào chuồng, chủ trại bị đàn cá sấu cắn chết. Lia Nam, 72 tuổi, chủ trang trại cá sấu ở tỉnh Siem Reap, bị đàn cá sấu tấn công và thiệt mạng sau khi rơi vào chuồng nuôi nhốt. Khi ông ấy dùng gậy đuổi một con cá sấu khỏi lồng để trứng, con vật giằng lấy gậy và khiến ông ấy ngã vào trong chuồng. Mep Savi, cảnh sát trưởng xã Siem Reap thuộc tỉnh vùng tên của Campuchia, nói về sự cố khiến ông Lua Nam thiệt mạng ngày 6 tháng 5. Bầy cá sấu vây quanh, tấn công ấy tới chết, Savi cho hay, nói thêm, trên cơ thể ông Nam đầy vết cắn. Trong chuồng lúc đó có khoảng 40 con cá sấu. Theo cảnh sát, ông Nam còn là chủ tịch hiệp hội nuôi cá sấu địa phương. Gia đình ông từng nhiều lần hối thúc ông ngừng nuôi loài động vật nguy hiểm này nhưng bất thành. Savi cho biết năm 2019, một bé gái 2 tuổi đã bị cá sấu tấn công khi lạc vào khu chuồng trại của gia đình, cùng làng với ông Nam. Ở Siem Reap, hiện vẫn còn một số trang trại nuôi cá sấu để lấy trứng, da và thịt cũng như bán giống. Còn bạn thì sao? Nếu bạn có thật nhiều tiền thì bạn sẽ chọn nuôi cá sấu giống như nhân vật ở trong bản tin thứ 5 hay không? Hãy để lại ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết nhé. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo cái kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tấn Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.